bạn thân mến, Tiểu Thuyết Kinh Điển kính mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của tác phẩm Jean Eyre, tác giả Charlotte Bronte, được dịch bởi Trần Anh Kim, người đọc Phượng Đinh. Chương 37. Trang Thử Phết Điên là một tòa nhà rất cổ, quy mô vừa phải, kiến trúc không có gì cầu kỳ, nằm lọt trong một cánh rừng. Trước đây tôi đã nghe nói đến, ông Rochester thường nhắc tới luôn và đôi khi cũng đến đấy. Cha ông đã mua trang trại này vì có những đất đai xanh bánh chung quanh. Ông cụ cũng muốn cho thuê lại tòa nhà, nhưng cũng chẳng có ai thuê vì nơi ấy hẻo lánh và khí hậu cũng độc. Vì vậy, Phết Điên không có ai ở và cũng không được trang hoàng gì cả, trừ vài ba phòng được đặt lấy chỗ ở tạm mỗi khi ông cụ đến đấy vào mùa săn bắn. Tôi đến tòa nhà đó vừa vặn trước khi trời tối, vào một buổi chiều gió rét, mưa rả rích nhỏ hạt nhưng thấm lạnh dưới một bầu trời buồn thảm. Dặm đường cuối cùng tôi đi bộ, sau khi đã trả người đánh xe gấp đôi số tiền thuê như tôi đã hứa. Ngay khi đã đến thật gần trang thự, người ta cũng vẫn không thể nhìn thấy gì, vì rừng cây bao quanh rất rậm và tối. Nhìn hai cánh cổng sắt giữa hai cột đá hoa cương, tôi biết đó là lối vào. Bước qua cổng, tôi lọt vào ngay một vùng ánh sáng âm u vì các rặng cây mọc quá sát nhau. Một lối đi đầy cỏ dại, giữa những thân cây cổ thụ xù xì và cành lá tùm, dẫn sâu vào rừng. Tôi đi theo con đường đó, cứ tưởng một chốc sẽ đến chỗ ở, ai ngờ con đường uốn lượn quanh co cứ dài ra mãi, không hề thấy dấu hiệu là có nhà cửa hay vườn tược gì hết. Tôi đã tưởng mình đi lầm đường và bị lạc, bóng chiều và bóng rừng cây đổ xuống quanh tôi. Tôi nhìn quanh tìm một lối khác, không có lối nào hết. Chỉ có những cành lá chằng chịt, những thân cây to như cột nhà, những đám cành lá sum xê của mùa hè, không có một lối nào quang đãng. Tôi vẫn tiếp tục đi, cuối cùng con đường cũng quang dần, cây cối thưa đi ít nhiều. Tôi đã trông thấy một hàng rào sắt, rồi một tòa nhà. Trong bóng chiều chạng vạng này, khó phân biệt được tòa nhà với cây cối xung quanh vì những bức tường long lở ẩm thấp phủ đầy rêu. Đi qua cánh cổng chỉ đóng bằng một dóng ngang, tôi bước vào một khu đất có rào bao quanh. Chỗ này rừng cây được phát quang thành một hình bán nguyệt, không có hoa và các bồn cây, chỉ có một con đường rộng trải sỏi vòng quanh một sân cỏ, tất cả đều nằm lọt giữa rừng cây âm u. Mặt trước nhà có hai đầu hồi nhọn hoắt, cửa sổ hẹp chăng mắt cáo, cửa chính cũng hẹp, có một bậc để đi lên. Toàn bộ đúng như ông chủ quán Rochester Arms đã nói, thật là một chỗ vắng vẻ tiêu điều, cảnh lặng lẽ như một nhà thờ vào ngày thường, chung quanh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi đều đều trên lá rừng. Ở đây mà có người ở được sao? Tôi tự hỏi. Có, thế mà cũng có đấy, vì tôi nghe có tiếng động. Cánh cửa kính nhỏ hẹp nọ hé mở, và một bóng người sắp từ trong nhà bước ra. Cửa mở từ từ, dưới bóng hoàng hôn, bóng người bước ra đứng trên bậc thềm. Đó là một người đàn ông đầu để trần. Ông ta giơ tay ra như xem trời có mưa không. Lúc ấy tối lắm, nhưng tôi cũng nhận ra được ông. Chính là ông chủ của tôi, Edward Fairfax Rochester, chứ còn ai nữa. Tôi dừng bước, gần như nín thở, đứng lặng nhìn ông, chăm chú quan sát ông, mà chính mình không bị nhìn thấy và hỡi ôi, ông không thể nào còn nhìn thấy tôi được nữa. Đây là một cuộc gặp gỡ bất ngờ, một cuộc gặp gỡ mà niềm hoang lạc bị kìm hãm bởi nỗi đau thương. Tôi cũng dễ dàng giữ được cho mình khỏi bật lên tiếng kêu, và kìm được chân khỏi vội vã bước lên. Vóc người ông vẫn khỏe mạnh, cường tráng như trước, dáng đi thẳng, tóc vẫn đen như lông quạ, trông ông không có vẻ suy biến hay sút kém. Trong vòng một năm, mọi nỗi đau buồn không thể nào làm giảm sức lực,
hay phá hoại vẻ tươi trẻ của ông. Nhưng trên mặt ông, tôi cũng nhận thấy một nét đổi thay. Ông có vẻ u uất tuyệt vọng, khiến tôi liên tưởng đến những giống chim hay giống thú hoang dã mang thương tật và bị giam giữ. Đến gần thì nguy hiểm trong khi nó đang đau đớn. Con chim ưng bị nhốt mà đôi mắt điểm vòng vàng đã bị một bàn tay độc ác chọc thủng. Hẳn phải có cái nhìn như cái nhìn của chàng Samson mùa lòa này thôi. Và bạn đọc ơi, bạn có nghĩ rằng tôi sợ ông vì thấy ông có vẻ mù lòa dữ tợn không? Nếu nghĩ như thế thì bạn hiểu tôi ít quá. Một niềm hy vọng êm đềm pha lẫn với nỗi đau buồn khiến tôi mong sớm được đặt một chiếc hôn lên vầng trán như phiến đá kia và lên cặp môi mím chặt một cách khắc khổ kia. Nhưng chưa được, tôi chưa muốn lại bên ông vội. Ông bước xuống bậc thềm duy nhất và chậm chạp dò dẫm đi về phía sân cỏ. Bây giờ còn đâu bước đi hiên ngang thủa xưa nữa. Rồi ông dừng lại, dường như không biết nên quay về ngã nào. Ông giơ tay ra và dương to mắt, nhìn trơ trơ một cách khó khăn lên bầu trời và đám cây cối tùm chung quanh. Nhưng rõ ràng tất cả đối với ông chỉ là tối tăm trống rỗng. Ông giang cánh tay phải ra, còn cánh tay trái bị cụt, ông giấu dưới áo trước ngực. Hình như ông muốn có ý niệm về những vật quanh mình bằng cách sờ soạng. Nhưng ông chỉ thấy một sự trống không, vì cách chỗ ông đứng vài thước mới có cây. Ông thôi không cố gắng nữa, khoanh tay lại và đứng lặng lẽ trong mưa. Lúc này mưa đang rơi nặng hạt xuống mái tóc để trần của ông. Lúc đó chẳng hiểu từ đâu bác Chôn tiến đến bên ông nói: "Thưa ông, trời sắp mưa to rồi, ông nên vịn tay tôi mà vào nhà thì hơn. Cứ để mặc tôi một mình." Ông trả lời. Chôn lui vào, không nhìn thấy tôi. Bây giờ ông Rochester lại cố gắng đi loanh quanh, nhưng vô cảm chung quanh, ông không thấy cái gì chắc chắn. Ông đành mò mẫm quay vào nhà và đóng cửa lại. Bây giờ tôi mới lại gần và gõ cửa. Vợ bác Chôn mở cửa cho tôi. "Mary," tôi nói, "bác vẫn mạnh khỏe chứ?" Bác giật mình như nhìn thấy một bóng ma. Tôi phải làm cho bác yên lòng. Bác hối hả hỏi tôi: "Có thực là cô không? Trời tối thế này mà cô còn đến được nơi hẻo lánh này ư?" Tôi nắm tay bác để trả lời, rồi theo bác vào bếp. Bác Chôn trai đang ngồi bên lửa hồng. Bằng vài lời vắn tắt, tôi cho họ biết rằng tôi đã rõ hết mọi chuyện xảy ra từ ngày tôi rời bỏ Thornfield. Và bây giờ tôi đến thăm ông Rochester. Tôi bảo bác Chôn trai đi ra lấy cái hòm tôi để lại ở chỗ xuống xe. Rồi trong lúc cởi bỏ khăn và mũ ra, tôi hỏi Mary xem tôi có thể nghỉ đêm được ở trang thử không. Và khi thấy cũng có thể thu xếp được chỗ ngủ tuy có hơi khó khăn, tôi bèn bảo bác rằng tôi ở lại. Đúng lúc ấy có tiếng chuông trên buồng khách gọi. Tôi dặn: "Khi vào, bác nhớ bảo ông chủ là có một người muốn nói chuyện với ông, nhưng chớ có nói tên tôi nhé." "Tôi không chắc ông đã cho cô gặp," bác trả lời. "Ông từ chối không tiếp ai hết." Lúc bác trở ra, tôi hỏi ông nói thế nào. "Cô phải nói rõ họ tên và cho biết gặp về việc gì." Bác trả lời rồi đi rót một cốc nước đặt trên khay cùng với mấy cây nến. "Ông gọi chương bảo lấy những thứ này à?" tôi hỏi. "Vâng, bao giờ tối đến ông cũng đòi mang nến vào, tuy ông đã bị mù." "Đưa khay cho tôi, để tôi mang vào." Tôi đỡ lấy chiếc khay ở tay bác, bác chỉ lối vào phòng khách cho tôi. Chiếc khay cứ run lên trong tay tôi, nước trào cả ra ngoài cốc, tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Mary mở cửa cho tôi rồi khép lại. Phòng khách có vẻ buồn tẻ, một ngọn lửa nhỏ leo lét cháy trong lưới sắt. Người chủ mù ngồi trong phòng đang cúi xuống lửa, đầu tựa vào cái lò sưởi cao cổ lỗ. Con chó già Bilok của ông nằm một bên, khoanh mình lại, xa hẳn lối đi, dường như sợ bị người vô ý giẫm phải nó. Lúc tôi bước vào, Bilok giỏng tai lên nghe ngóng, rồi nó chồm dậy, rít lên một tiếng và khẽ rên rỉ nhảy chồm đến gần tôi.
suýt làm cho tôi đánh rơi cả khay nước. Tôi đặt khay lên bàn rồi vỗ vỗ vào mình nó, khẽ bảo, nằm yên. Ông Rochester bất giác quay lại để nhìn xem có chuyện gì mà ồn ào vậy. Nhưng vì không trông thấy gì, nên ông lại thở dài quay đi. Đưa nước cho tôi, Mary, ông nói. Tôi đến bên ông với cốc nước chỉ còn một nửa. Bilot theo tôi, nó vẫn chưa hết mừng rỡ. Có chuyện gì thế? Ông hỏi. Bilot nằm xuống, tôi lại nói. Đang đưa cốc nước lên môi. Ông chợt dừng lại và hình như nghe ngóng. Ông uống rồi đặt cốc xuống. Có phải bác Mary đấy không? Bác Mary đang ở dưới bếp, tôi trả lời. Ông đưa tay ra trong một cử chỉ vội vàng, nhưng vì không trông thấy tôi đứng ở chỗ nào nên ông không chạm phải người tôi. Ai đấy? Ai đấy? Ông hỏi và hình như cố gắng nhìn với cặp mắt mù của ông. Thật là một cố gắng vô ích và đau lòng. Hãy trả lời tôi đi, hãy nói nữa đi. Ông lớn tiếng khẩn khoản ra lệnh. Thưa ông có muốn uống thêm ít nước nữa không? Em đã đánh đổ mất một nửa rồi. Tôi nói. Ai đấy? Gì đấy? Ai nói đấy? Bilot nhận ra em. John và Mary biết có em ở đây. Em vừa mới đến lúc chiều tối. Tôi trả lời. Trời ơi, ảo tưởng nào ám ảnh ta đây? Cơn điên êm đềm nào xâm chiếm con người ta đây? Không phải ảo tưởng, không phải cơn điên nào hết. Thưa ông, tâm trí ông sáng suốt lắm, ảo tưởng nào ám ảnh nổi, ông khỏe mạnh lắm, điên làm sao được. Vị người đang nói đứng ở chỗ nào đấy, phải chăng đó chỉ là một tiếng nói? Ồ, ta không thể nhìn được, nhưng ta phải sờ thấy, nếu không tim ta ngừng đập và đầu óc ta đến vỡ tung ra mất. Người là ai, người là cái gì? Xin hãy cho tôi sờ thấy, nếu không tôi đến chết mất. Ông quờ quạng, tôi đưa cả hai tay ra nắm lấy tay ông. Đúng là những ngón tay của nàng, ông kêu lên, những ngón tay nhẹ nhàng nhỏ bé, nếu thế nhất định không phải chỉ có ngần này. Bàn tay gân guốc của ông giằng ra khỏi tôi, ông nắm lấy cánh tay tôi, vai tôi, cổ tôi, người tôi. Tôi bị ông ghì chặt và kéo đến sát bên mình. Có phải trên không? Cái gì đây nhỉ? Đúng là hình dáng nàng, đúng là vóc người nàng. Và đây là tiếng nói của cô ấy. Tôi nói thêm, cô ấy đang ở đây, cả trái tim của cô ấy nữa. Cầu trời phù hộ cho ông, em rất sung sướng lại được gần bên ông như thế này. Chin error, chin error. Ông chỉ nói được có thế. Ông chủ thân yêu của em, tôi trả lời, em là Chin error đây, em đã tìm ra ông, em đã trở lại với ông. Sự thật đấy chứ, em bằng xương bằng thịt đấy chứ, em Chin còn sống của tôi. Thưa ông đã mó vào người em, đã ôm lấy em, ôm chặt là khác, em không lạnh toát như một xác chết, cũng không trống rỗng như không khí, có phải không? Em yêu quý của tôi, em còn sống. Đúng rồi, đây là chân tay nàng, đây là đường nét người nàng, nhưng ta không thể nào được hưởng diễm phúc này sau bao đau khổ. Đây là một giấc mơ, cũng như ban đêm đã bao lần ta mơ thấy lại được nàng, ghì nàng vào ngực như lúc này, và hôn nàng như thế này, và cảm thấy nàng yêu ta, và tin rằng nàng sẽ không rời bỏ ta. Kể từ hôm nay, em sẽ không bao giờ rời bỏ ông nữa. Cái ảo ảnh nói là không bao giờ nữa, nhưng ta vẫn thường tỉnh dậy để thấy đó chỉ là một sự mỉa mai trống rỗng. Ta lại cô độc, bị bỏ rơi. Đời ta lại tối tăm, trơ trọi, vô vọng. Tâm hồn ta khao khát hạnh phúc mà không được uống. Trái tim ta đòi hỏi mà không bao giờ được thỏa. Hỡi giấc mơ êm nhẹ, hiện đang nấu trong cánh tay ta, rồi ngươi cũng sẽ bay đi như những giấc mơ khác trước đây thôi. Nhưng hãy hôn ta trước khi bay đi nhé. Hãy hôn tôi, trên. Thưa ông, em hôn đây nhé, và đây nữa. Tôi hôn lên cặp mắt khi xưa trong sáng mà bây giờ u tối. Tôi gạt mớ tóc phủ trên trán ông và cũng đặt lên đấy một cái hôn nữa. Đột nhiên, ông hình như tỉnh hẳn ra. Ông đã tin chắc rằng tất
cả đều là sự thật. Đúng là em, phải không trên? Vậy là em trở về với tôi. Vâng. Thế ra em không chết trong một hố sâu hay một dòng sông nào ư? Em không bị đầy đọa héo hon giữa những kẻ xa lạ ư? Thưa ông, không. Hiện nay em là một phụ nữ độc lập. Độc lập nghĩa là thế nào trên? Cậu em ở Madeira mất rồi và để lại cho em 5.000 đồng bảng. À, đây là thực tế. Đây là chuyện thực. Ông kêu lên. Ta sẽ không bao giờ nằm mơ thấy như vậy được. Ngoài ra, đây chính là giọng nói đặc biệt của nàng, vừa rộn ràng, vừa dí dỏm, mà lại êm đềm, dịu ngọt. Giọng nói làm cho trái tim héo hắt của ta vui lên, làm cho nó được sống lại. Thế nào, trên? Em là một phụ nữ độc lập và giàu có ư? Giàu lắm, thưa ông. Nếu ông không muốn cho em sống chung, thì em có thể xây riêng một tòa nhà sát ngay cửa nhà ông. Và buổi tối, khi cần có người trò chuyện, ông có thể sang ngồi chơi ở phòng khách của em. Nhưng, trên ạ, nay em đã giàu rồi thì hẳn là em chẳng thiếu gì bạn hữu săn sóc em. Và họ sẽ chẳng chịu để em hy sinh vì một người đuôi mù quẻ quạch như tôi. Thưa ông, em đã nói với ông rằng em là một người phụ nữ độc lập và giàu. Em làm chủ thân em. Thế em sẽ ở lại với tôi? Dĩ nhiên, trừ phi ông không cho phép. Em sẽ là người hàng xóm, người hộ lý, người quản gia của ông. Em thấy ông sống cô đơn, em sẽ làm người bạn của ông, để đọc sách cho ông nghe, để dạo chơi với ông, để ngồi với ông, để trông nom ông, để làm tay, làm mắt cho ông. Thôi, đừng buồn như thế nữa, ông chủ yêu dấu của em. Chừng nào em còn sống, thì sẽ không bao giờ ông còn bị trơ trọi lẻ loi nữa. Ông không trả lời. Ông có vẻ nghiêm trang, mãi suy nghĩ đâu đâu. Ông thở dài và hé môi như định nói, nhưng lại mím miệng lại ngay. Tôi hơi bối rối. Có lẽ tôi đã vượt qua những nghi thức thông thường một cách thiếu thận trọng. Và ông cũng như San John, cho rằng thái độ thiếu suy nghĩ của tôi là bất nhã chăng? Quả thực, tôi đã nói ra đề nghị của tôi vì cho rằng ông mong muốn và sẽ ngỏ lời hỏi tôi làm vợ. Tôi yên trí, ông sẽ đòi hỏi tôi ngay. Niềm tin này tuy không diễn đạt thành lời nhưng không phải là không vững chắc. Song thấy ông không đả động gì tới chuyện đó và vẻ mặt ông càng trở lên rầu rĩ, tôi chợt nghĩ rằng có lẽ tôi đã lầm hoàn toàn và vô tình đã hành động vô ý thức. Tôi nhẹ nhàng tuồn mình ra khỏi tay ông, nhưng ông nồng nàn ghì lấy tôi mạnh hơn nữa. Không, không, trên ạ, em không được đi đâu cả. Không, tôi đã nắm được người em, tôi đã nghe thấy em nói, tôi đã sung sướng cảm thấy em có mặt, cảm thấy sự êm ái được em an ủi. Tôi không thể từ bỏ những niềm vui ấy. Nó chẳng còn lại được là bao ở trong lòng tôi cần phải có em. Người đời có thể chê cười bảo tôi là kỳ quái ích kỷ, tôi cũng chẳng cần. Linh hồn tôi đòi hỏi em, nó phải được thỏa mãn, nếu không nó sẽ phá tung cái không thể xác của nó để trả thù. Vâng, thưa ông, em sẽ ở lại với ông, em đã nói thế. Phải, nhưng em hiểu ở lại với tôi theo một nghĩa, mà tôi lại hiểu theo một nghĩa khác. Có lẽ em định sẽ ở luôn bên tôi, là người hộ lý hiền hậu săn sóc tôi. Vì em vốn có tình thương người và lòng đại độ khiến em hy sinh cho những kẻ được em thương xót. Đối với tôi như thế hẳn phải coi là quá đủ rồi. Tôi cho bây giờ tôi chỉ nên giữ một tình cảm cha con với em thôi. Em có nghĩ như thế không? Lại đây, em hãy nói đi. Ông muốn như thế nào thì em sẽ nghĩ như thế, thưa ông. Em vui lòng chỉ làm người hộ lý của ông thôi, nếu ông thấy như vậy là hơn. Nhưng trên ơi, em không thể làm hộ lý cho tôi mãi. Em còn trẻ, một ngày kia em phải lấy chồng chứ. Em không nghĩ đến chuyện lấy chồng. Không, em phải nghĩ tới trên ạ. Giá thử tôi còn được như trước kia, thì tôi sẽ cố làm cho em nghĩ tới. Nhưng bây giờ tôi chỉ là một kẻ đuôi mù. Ông lại chìm đắm vào nỗi u buồn.
Còn tôi, trái lại, tôi rất vui và có thêm can đảm. Mấy câu sau cùng của ông làm cho tôi thấy rõ sự khó khăn ở chỗ nào. Và vì đối với tôi thì chẳng phải là chuyện khó khăn, nên tôi nhẹ hẳn mình, không còn bối rối như trước nữa. Tôi nối lại câu chuyện một cách vui vẻ hơn. Đã đến lúc phải có người nhận lấy việc giúp đỡ ông trở lại làm người mới được. Tôi vừa nói vừa gạt những món tóc của ông vừa dài vừa rậm để lâu không cắt. Vì em thấy ông đã biến thành một con sư tử hay đại loại như vậy. Trông ông có vẻ hơi giống Nebuchadnezzar sống trong rừng. Đúng thế rồi, tóc ông làm cho em nhớ đến lông chim đại bàng. Còn móng tay ông có dài như vuốt chim hay không thì em chưa để ý đấy. Trên cánh tay này, tôi không có bàn tay mà cũng chẳng có móng. Ông vừa nói vừa rút cánh tay cụt ở ngực ra và chìa cho tôi xem. Nó chỉ còn là một mẩu thịt thôi, trông đến khiếp. Trên em có thấy thế không? Trông thương lắm, trong mắt ông cũng vậy, cũng như trong vết sẹo bỏng trên trán ông. Và nguy hiểm hơn cả là chính vì thế mà có người lại càng yêu ông, càng quan tâm đến ông hơn. Trên ạ, tôi cứ nghĩ lúc em trông thấy cánh tay tôi và bộ mặt đầy sẹo của tôi thì em phải kinh sợ lắm. Thực ư, thôi đừng nói thế nữa nhé, nếu không em sẽ phải nói câu gì bất nhã về sự xét đoán của ông đấy. Thôi, bây giờ để em rời ông một lát, đi nhóm lại lửa và quét lò sưởi cái đã. Ông có thể nhận thấy lúc nào lửa cháy to không? Được, qua mắt phải tôi thấy một ánh sáng sáng, một đám hồng hồng. Ông có nhìn thấy những cây nến không? Ờ lắm, mỗi cây chỉ là một vệt sáng đục. Thế có nhìn thấy em không? Không, cô tiên của tôi ạ. Nhưng được nghe tiếng em và sờ thấy người em tôi cũng sung sướng lắm rồi. Bao giờ thì ông ăn tối? Tôi không bao giờ ăn tối. Nhưng tối nay thì phải ăn, em đói lắm. Mà chắc ông cũng thế, có điều ông quên đấy thôi. Gọi Mary lên. Tôi dọn dẹp một chút làm cho căn phòng vui mắt hơn. Tôi cũng sửa soạn cho ông một bữa ăn ngon lành. Tinh thần được kích thích, phấn khởi trong bữa ăn cũng như sau đó rất lâu. Tôi trò chuyện với ông một cách hoan hỷ, thoải mái. Ngồi với ông, tôi không cần phải dè dặt khó chịu, không cần phải kiềm chế tính vui vẻ hoạt bát. Vì với ông, tôi cảm thấy hoàn toàn dễ chịu, bởi vì tôi biết mình rất hợp với ông. Điều gì mà tôi nói hay làm hình như cũng an ủi ông, hoặc khiến ông vui hơn. Cảm tưởng thích thú biết bao, nó hồi sinh và soi sáng toàn thể bản chất tôi. Ở trước mặt ông, tôi sống đầy đủ và đối với ông cũng vậy. Tuy ông mù, song những nụ cười luôn nở trên môi, một niềm vui sướng rạng rỡ trên vầng trán ông, vẻ mặt ông đầm ấm dịu dàng hơn. Sau bữa ăn, ông hỏi tôi rất nhiều chuyện, nào là tôi đã ở đâu, đã làm gì, làm thế nào mà tìm ra được ông, nhưng tôi chỉ trả lời qua loa, kể lại hết mọi chi tiết ngay đêm nay thì quá muộn. Vả chăng, tôi cũng không muốn đụng tới những vết thương lòng, gây thêm những xúc cảm mạnh cho tim ông. Mục đích duy nhất hiện thời của tôi là làm ông vui lên. Ông có vui thật, nhưng chỉ được từng lúc. Nếu chuyện ngừng lại một lát, thì ông lại lo lắng, sờ vào người tôi rồi gọi, Trên. Em là người thực đấy chứ Trên, em có chắc thế không? Ông Rochester, em hoàn toàn tin chắc như vậy. Nhưng sao vào một buổi tối âm thầm buồn bã như hôm nay, tự nhiên em lại hiện lên trong gian phòng hiu quạnh của tôi. Tôi giơ tay ra định cầm chén nước của người ở đưa cho, thì lại do chính em đưa cho tôi. Tôi hỏi một câu, những tưởng vợ bắt chôn sẽ trả lời, ngờ đâu lại nghe tiếng nói của em. Bởi vì em đem khay vào thay cho Mary. Và như vậy mới có cái giờ phút sung sướng này mà tôi với em đang chung hưởng. Trong bao tháng qua, tôi đã kéo lê một cuộc đời tối tăm bi thảm, vô vọng không sao tả xiết. Không làm gì, không đợi chờ gì, lẫn lộn ngày với đêm, chỉ biết lặn khi để cho lửa tắt, chỉ biết đói khi quên ăn. Tôi chỉ có một nỗi đau buồn liên miên không dứt, và đôi khi mong muốn điên cuồng được nhìn lại trên của tôi. Phải,
tôi mong lấy lại được nàng hơn là mong lấy lại được ánh sáng cho cặp mắt đuôi mù của tôi. Làm sao mà trên lại đến được với tôi và nói rằng nàng yêu tôi? Liệu rồi đột nhiên nàng có lại bỏ đi như đã đột nhiên đến không? Tôi sợ rằng ngày mai tôi sẽ không còn thấy nàng đâu nữa. Ông đang có những ý nghĩ hoang mang như vậy. Tôi nghĩ rằng tốt nhất là cứ trả lời bằng một câu thật thông thường, thật thực tế thì mới khiến ông an tâm được. Tôi xoa ngón tay lên lông mày ông và nhận thấy nó đã bị cháy rụi. Tôi phải tìm một thứ thuốc gì dịt vào đó cho nó mọc lại đen và rậm như trước mới được. Châm nom tôi bằng cách nào đi nữa thì cũng vô ích. Cô tiên cứu khổ của tôi ạ, nếu đến một phút giây ác nghiệt nào đó, cô sẽ lại từ bỏ tôi, biến đi như một cái bóng, biến đi đâu, biến đi thế nào tôi không rõ, mà sau đó tôi cũng sẽ không sao hiểu được. Ông có cái lược bỏ túi đấy không? Để làm gì trên? Để chải lại cái bờm bù xù này, nhìn gần em mới thấy là trông ông sợ thật. Ông cứ bảo em là cô tiên, nhưng điều chắc chắn là trông ông giống một con quỷ hơn. Tôi xấu lắm à, trên? Xấu lắm ông ạ, bao giờ mà ông chả thế, ông cũng biết đấy. Hừm, dù em đã ở đâu, em cũng không bỏ được cái thói ác khẩu. Ấy thế mà em đã ở với những người rất tốt đấy, tốt hơn ông nhiều, tốt hơn gấp trăm lần. Họ đã có những ý nghĩ và quan điểm mà suốt đời ông chưa hề bao giờ có được, những ý nghĩ tế nhị và cao thượng hơn ông nhiều. Thế em đã ở với những ai nào? Nếu ông cứ xoay mình như thế thì em đến rứt đứt cả tóc của ông mất, và lúc ấy chắc ông hết ngờ rằng có em thật hay không. Em đã ở với những ai trên? Đêm nay thì ông chưa thể bắt em nói được, phải chờ đến mai, để câu chuyện còn dở dang mới chắc rằng em sẽ còn ăn điểm tâm với ông để kể tiếp chứ. À, mà em phải nhớ hiện ra bên lò sưởi của ông không phải chỉ với một cốc nước, mà ít nhất cũng có một quả trứng, ấy là chưa nói đến dăm bông rán. Em đến là tinh quái, sinh ra là tiên mà thể chất là người. Em làm cho tôi có những cảm nghĩ suốt 12 tháng trước đây tôi không hề có. Nếu Saul mà có được em thay cho David, thì chẳng phải cần đến cây thụ cầm mới đuổi được tà ma. Chú thích: theo Kinh Thánh, vua Saul bị tà ma ám ảnh, David một người chân cừu hát giỏi, chơi thụ cầm để đuổi tà cho nhà vua. Đấy, bây giờ ông đã khá rồi đấy, thôi em đi ra nhé. Ba ngày vừa qua em hoàn toàn đi xe nên người mệt lắm, chúc ông ngủ ngon. Cho tôi hỏi một câu nữa thôi trên, nơi em đã ở chỉ có toàn các đàn bà cả thôi chứ? Tôi cười và bước ra, đi lên cầu thang mà vẫn còn cười. Tôi vui vẻ tự nhủ, hay đấy, mình thấy có cách trêu chọc để cho ông ấy đỡ buồn trong một thời gian đấy. Hôm sau, mới sáng tinh mơ, tôi đã nghe thấy ông Rochester trở dậy và mò mẫm đi khắp buồng này sang buồng khác. Mary vừa mới xuống, tôi đã nghe ông hỏi: cô Jane vẫn ở đây chứ? Rồi ông lại bảo: bác để cô ấy ngủ ở đâu, buồng có khô ráo không, cô ấy dậy chưa, lên hỏi xem cô có cần gì không và lúc nào cô xuống. Tôi xuống vào lúc thấy rằng sắp đến giờ ăn điểm tâm. Bước vào phòng thật nhẹ nhàng, tôi đã nhìn thấy ông trước khi ông biết tôi có mặt. Quả thực nhìn một con người cường tráng như thế mà bị tàn phế, thì làm sao không mũi lòng cho được. Ông ngồi trên ghế, lặng lẽ nhưng không có vẻ thư thái, rõ ràng là đang chờ đợi. Những nỗi đau buồn thường xuyên dày vò đã để lại trên bộ mặt rắn rỏi của ông những vết nhăn. Gương mặt ông làm tôi liên tưởng đến một ngọn đèn đã tắt, đang chờ được thắp lại. Và than ôi, không phải chính bản thân ông có thể lấy lại được vẻ rạng rỡ tinh anh như cũ, mà ông cần có người khác giúp. Tôi đã định nói chuyện thật vui vẻ tự nhiên với ông, nhưng nhìn sự bất lực của con người mạnh mẽ ấy, lòng tôi bỗng xót xa. Tuy vậy, tôi cố làm bộ hoan hỷ đến bên ông. Thưa ông, sáng nay trời nắng rực rỡ, mưa đã tạnh rồi và bây giờ sáng sủa dịu dàng, ông đi chơi quanh đây nhé. Tôi đã thức tỉnh được nhiệt khí, nét mặt ông tươi lên. Ồ,
Em ở đây thực đấy ư, con Sơn Ca của tôi? Hãy lại đây, em đã không đi, không biến mất chứ? Vừa rồi tôi có nghe thấy một con Sơn Ca cao tiếng hót trong rừng, nhưng tiếng hát của nó không phải là nhạc, cũng như mặt trời mọc không có tia sáng đối với tôi. Mọi âm điệu du dương trên thế gian này chỉ có trong tiếng nói của trên đối với tai tôi thôi. May được cái bản tính em không hay im lặng, và chỉ lúc có mặt nàng tôi mới cảm thấy ánh sáng mặt trời. Nghe những lời thú nhận lệ thuộc vào tôi đó, mắt tôi bỗng ứa lệ. Cảnh ngộ ông giống như cảnh ngộ con phượng hoàng vương giả bị xích vào cột, đành phải van xin con chim sẻ kiếm thức ăn cho. Nhưng tôi không muốn khóc, tôi gạt vội những giọt nước mắt và bắt tay vào sửa soạn bữa điểm tâm. Gần suốt buổi sáng hôm ấy, chúng tôi chơi ở ngoài trời, tôi dắt ông ra khỏi cánh rừng ẩm ướt hoang dã đến nơi có ruộng nương vui mắt. Tôi tả cho ông nghe những cánh đồng ấy xanh tốt thế nào, hoa lá trên hàng dậu tươi thắm, bầu trời trong xanh sáng lạn ra sao. Tôi tìm cho ông một chỗ ngồi kín đáo và thích thú, một gốc cây khô, khi ông ngồi rồi, tôi cũng ưng chịu để ông bế tôi lên đùi. Mà sao tôi lại phải từ chối, một khi được gần nhau chúng tôi thấy sung sướng hơn là phải xa nhau. Con Pilot nằm bên chúng tôi, mọi vật đều im lặng, đột nhiên ông ghì chặt lấy tôi mà nói: Em đã bỏ tôi đi. Ồ, em ác nghiệt thật. Trên ạ, khi biết rằng em đã rời Thornfin, khi không làm sao tìm ra được em nữa, và sau khi xem kỹ phòng của em, biết chắc em không mang tiền nong hay một thứ gì khác thay tiền, tôi đã cảm thấy thế nào? Chuỗi ngọc tôi tặng em vẫn nằm nguyên trong chiếc hộp nhỏ, hòm xiển của em vẫn khóa chằng dây như khi được sửa soạn mang theo trong tuần trăng mật. Tôi tự hỏi không có một xu nào như thế, thì em xoay sở ra sao? Em đã làm gì? Em hãy kể tôi nghe đi. Bị thúc giục như thế, tôi bèn kể lại những chuyện xảy ra trong năm vừa rồi. Tôi bỏ qua nhiều chi tiết về mấy ngày lang thang đói khổ, vì kể hết chỉ thêm gây cho ông một nỗi đau đớn vô ích. Tôi chỉ mới nói qua mà đã đủ khiến lòng chung thủy của ông bị vò xé sâu sắc hơn tôi nghĩ nhiều. Ông nói đáng lẽ tôi không nên bỏ ông mà đi, không đem một chút gì để đảm bảo sinh kế như thế. Đáng lẽ tôi phải cho ông rõ dự định của tôi phải thổ lộ hết với ông, không bao giờ ông lại ép tôi phải làm tình nhân của ông. Tuy trong cơn tuyệt vọng, ông có vẻ thô bạo thật, nhưng thực ra vì yêu tôi tha thiết quá, nên ông không thể nào làm một bạo chúa đối với tôi. Thà ông cho tôi một nửa tài sản mà không đòi hỏi đền đáp gì, dù là chỉ một cái hôn, còn hơn là để tôi lao mình vào cuộc sống mênh mông, không người trông cậy. Ông chắc tôi đã phải chịu nhiều gian khổ hơn là tôi kể lại với ông. Vâng, nhưng dù em có khổ thế nào chăng nữa, thì cũng không phải khổ lâu. Tôi trả lời rồi tôi lại kể tiếp ông nghe tôi đã được tiếp đãi ở Moor Howder như thế nào. Tôi tìm được việc dạy học ra sao, vân vân. Rồi tuần tự kể đến chuyện bỗng trở nên giàu có, chuyện tìm ra họ hàng thân thích. Cố nhiên cái tên San John được nói đến luôn trong khi kể chuyện. Tôi vừa kể xong thì ông nhắc lại ngay cái tên ấy. Vậy anh chàng San John này là anh họ em à? Vâng. Em nói đến anh ta luôn, thế em có ưa anh ta không? Thưa ông, anh ấy là người rất tốt, làm sao em lại không ưa anh ấy được? Một người rất tốt nghĩa là một người đứng đắn đáng trọng, vào trạc 50 tuổi hay là thế nào? San John mới có 29 tuổi, thưa ông. Hãy còn trẻ. Anh ta là một người thấp lùn lạnh lẽo tầm thường ư? Một người mà cái tốt là ở chỗ không có những tật xấu hơn là có những hành vi đạo đức đặc biệt chứ? Anh ấy là một người hoạt động không biết mệt, anh ấy sống là để thực hiện những việc vĩ đại cao quý. Nhưng trí tuệ anh ta thế nào? Chắc là cũng tầm thường. Anh ta có những ý nghĩa tốt, nhưng nghe anh ta nói em chỉ nhún vai. Anh ấy ít nói lắm, nhưng đã nói điều gì thì đều là đúng đắn. Trí tuệ anh thì vào bậc nhất, có lẽ không dễ cảm, em nghĩ thế, nhưng cứng mạnh. Vậy là một người có tài ư? Thật có tài,
một người học thức sâu rộng. San Jun hoàn toàn là một học giả uyên thâm. Còn cử chỉ thì hình như em nói là em không ưa, mô phạm và ra vẻ nhà tu lắm phải không? Em có nói gì về cử chỉ của anh ấy đâu, trừ khi em là kẻ không biết gì, chứ em không thể chê trách anh ấy vào đâu được. Nhã nhặn, điềm đạm, rất lịch sự. Bộ dạng thì tôi quên không nhớ em đã tả như thế nào. Hẳn là thuộc loại mục sư mới tập nghề. Cứng nhắc trong cái cổ áo trắng tinh lên khên trên đôi giày cao đế, phải không? San Jun ăn mặc chỉnh tề lắm. Anh ấy là một người đẹp trai, cao, tóc vàng, mắt xanh, khuôn mặt nhìn nghiêng giống người Hy Lạp. Ông nói riêng, đồ chết toi. Quay ra nói với tôi, thế em có ưa ông ta không, trên? Có chứ, ông Rochester, em quý anh ấy lắm, nhưng ông đã hỏi em câu ấy rồi kia mà. Cố nhiên, tôi biết ngay ông bạn tôi muốn đi đến đâu. Ông đang nổi cơn ghen, nó đang giày vò ông, nhưng không sao, như thế càng tốt, nhờ có nó, ông đỡ bị u sầu dằn vặt. Vì vậy, tôi không muốn làm mê hoặc ngay con rắn ấy. Có lẽ cô không muốn ngồi trên đùi tôi lâu hơn nữa, cô trên nhỉ? Ông nói tiếp, câu nói có phần hơi bất ngờ. Tại sao lại không, thưa ông? Bức chân dung cô vừa vẽ đó bày ra một sự trái ngược rõ ràng quá rồi. Cô vừa mô tả vị thần Apollon đẹp đẽ và duyên dáng quá, hình ảnh ấy còn in trong trí não cô, những là cao lớn, tóc vàng, mắt xanh, mặt Hy Lạp. Thế mà mắt cô lại phải đang nhìn một anh Vulcan, một anh thợ rèn thật sự đen đủi, vai u thịt bắp, lại thêm nỗi đuôi mù, quẹo cụt. Thôi, vậy thì cô có thể bỏ mặc tôi được rồi, nhưng trước khi đi, và ông càng ghì chặt tôi hơn bao giờ hết. Cô hãy vui lòng trả lời tôi một hai câu hỏi đã. Ông ngừng lại. Hỏi gì ông Rochester? Rồi cuộc thẩm vấn diễn ra như sau. San Jun cho cô làm cô giáo ở Morton trước khi biết cô là em họ, phải không? Vâng. Cô thường gặp anh ta luôn. Anh ta thường thỉnh thoảng đến thăm trường. Đến hàng ngày. Anh ta thường tán thành các kế hoạch của cô chứ trên. Tôi biết các kế hoạch của cô thường hay lắm vì cô là người có tài. Vâng, anh ấy rất tán thành. Hẳn anh ta phải thấy ở cô nhiều cái mà anh ta không ngờ tới chứ. Cô có một số khả năng không phải tầm thường. Cái đó thì em không rõ. Cô nói rằng cô ở trong một ngôi nhà nhỏ cạnh trường. Anh ta có bao giờ lại đến thăm cô không? Thỉnh thoảng. Vào buổi tối. Có một hai lần. Ngừng một lát. Sau khi biết có họ với nhau thì cô còn ở với anh ta cùng hai cô em trong bao lâu? 5 tháng. River có để nhiều thì giờ sống với các cô ở nhà không? Có phòng khách nhỏ cũng là phòng đọc sách của cả anh ấy lẫn chúng em. Anh ấy ngồi bên cửa sổ còn chúng em ngồi ở bàn. Anh ta có học nhiều không? Nhiều lắm. Học gì? Tiếng Hindi. Thế còn cô trong lúc ấy làm gì? Mới đầu em học tiếng Đức. Anh ta dạy cô à? Anh ấy không biết tiếng Đức. Anh ta không dạy cô học gì à? Một ít tiếng Hindi. River đã dạy cô học tiếng Hindi. Thưa ông, vâng. Cả các cô em cũng học? Không ạ. Chỉ một mình cô thôi. Chỉ một mình em thôi. Cô đã xin học à? Không. Anh ta muốn dạy cô à? Vâng. Lại ngừng một lát. Tại sao anh ta lại muốn thế? Cô thì dùng tiếng Hindi làm gì? Anh ấy muốn cùng em đi sang Ấn Độ. À, tôi đã lần được đầu mối của vấn đề đây. Anh ta muốn lấy cô ư? Anh ấy có hỏi em làm vợ. Cô lại bịa chuyện để làm phật lòng tôi chứ gì? Xin lỗi ông, nhưng đó là sự thật hoàn toàn. Anh ấy đã nhiều lần hỏi lấy em và còn khăng khăng giữ vững ý định của mình hơn ông nữa kia. Cô error, tôi đã bảo là cô có thể bỏ mặc tôi ở đây. Sao cô cứ bắt tôi phải nhắc lại câu ấy nhiều lần? Tại sao tôi đã giục cô đi mà cô cứ ngồi lì trên đùi tôi thế? Vì em thấy ngồi đây dễ chịu. Không, trên ạ, cô không dễ chịu đâu. Vì trái tim cô không ở với tôi nữa, mà ở bên người anh họ cô, cái anh chàng San Jun ấy. Ồ, cho đến lúc này tôi vẫn cứ tưởng cô error bé nhỏ là của tôi hoàn toàn. Tôi đã tin rằng dù rời bỏ tôi, cô vẫn yêu tôi.
Đó là một chút an ủi cho tôi giữa bao niềm cay đắng. Dù xa cách nhau lâu như thế, dù tôi đã nhỏ bao nhiêu nước mắt nóng hổi vì sự phân ly, tôi cũng không bao giờ ngờ rằng trong khi tôi thương nhớ cô, thì cô lại đi yêu một kẻ khác. Nhưng thôi, phiền muộn cũng chẳng ích gì. Cô trên, cô hãy rời bỏ tôi đi, hãy đi mà lấy River. Cứ xua em đi, cứ đuổi em đi ông ạ, vì không bao giờ em lại tự ý rời bỏ ông. Trên, bao giờ tôi cũng thích giọng nói của cô, nó khơi lại nguồn hy vọng, nghe nó chân thực quá. Nghe giọng cô nói, tôi sống lại quá khứ trước đây một năm. Tôi quên mất là cô đã có một dây ràng buộc mới, nhưng tôi không phải là ngu ngốc, thôi hãy đi đi. Thế em phải đi đâu, thưa ông? Theo con đường của cô với người chồng cô đã chọn. Ai thế nhỉ? Cô biết thừa rồi, Sun Chun River chứ còn ai? Anh ấy có phải là chồng em đâu, mà cũng không bao giờ là chồng được. Anh ấy không yêu em cũng không yêu anh ấy. Anh ấy yêu, yêu theo lối của anh ấy, không giống ông. Một thiếu nữ rất đẹp tên là Rodamon. Anh ấy muốn lấy em, chỉ vì anh ấy nghĩ em làm vợ một nhà truyền giáo thì rất thích hợp. Còn cô kia thì không thể như thế được. Anh ấy tốt và cao cả, nhưng nghiêm khắc, và đối với em thì lạnh lẽo như núi băng. Anh ấy không giống ông đâu, ông ạ. Ở bên anh ấy, gần anh ấy, sống với anh ấy, em không sung sướng. Đối với em, anh ấy không có lòng khoan dung, không có tình âu yếm. Anh ấy không thấy em có gì đáng hấp dẫn, kể cả tuổi trẻ, mà chỉ thấy có vài điểm hữu ích về tinh thần. Vậy mà em lại phải bỏ ông để đi với anh ấy sao? Tự nhiên tôi rùng mình và bất giác ôm chặt lấy ông chủ mù nhưng yêu dấu của tôi. Ông mỉm cười. Sao? Trên có thật không? Giữa cô và Sun Jun tình trạng đúng như thế à? Hoàn toàn đúng như thế. Ồ, ông không cần phải ghen. Em chỉ muốn trêu ông một tí cho đỡ buồn thôi. Em nghĩ thật giận dữ còn hơn là đau khổ. Nhưng nếu ông muốn em yêu ông, nếu ông có thể thấy rõ em yêu ông đến thế nào, thì ông sẽ hài lòng và lấy làm kiêu hãnh nữa. Thưa ông, trái tim em hoàn toàn thuộc về ông, nó là của ông và nó vẫn cứ ở bên ông, dù số phận có đày đọa em phải xa ông mãi mãi. Một lần nữa, khi ông hôn tôi, những ý nghĩ đau đớn lại khiến gương mặt ông tối lại. Mắt tôi mù, sức lực tôi bị hủy diệt. Ông lẩm bẩm, giọng đầy tiếc hận. Tôi vuốt ve ông, cho ông nguôi lòng. Tôi biết ông đang nghĩ gì và muốn nói ra hộ ông, nhưng tôi không dám. Lúc ông quay mặt đi trong một phút, tôi thấy một giọt lệ ứa ra từ con mắt đã khép kín, chảy ròng ròng trên gò má rắn rỏi, lòng tôi xe lại. Tôi cũng chẳng khác gì cây rễ già nua bị sét đánh trong vườn quả Thornfield. Lát sau ông nói tiếp, gốc cây điêu tàn ấy có quyền gì mà đòi một cây kim ngân hoa đang hé nụ lấy sự tươi tốt che cho cái thân tàn tạ của nó. Thưa ông không phải là một gốc cây tàn tạ bị sét đánh, ông vẫn xanh tươi và đầy nhựa sống. Rồi đây quanh rễ của ông, dù ông muốn hay không, những cây con cũng sẽ cứ mọc lên, vì chúng sung sướng được hưởng bóng râm độ lượng của ông. Và khi chúng mọc rồi, chúng sẽ nương tựa vào ông, quấn quýt lấy ông, vì sự vững chãi của ông mang lại cho chúng một chỗ tựa vững chắc. Ông lại mỉm cười, tôi đã làm cho ông phấn chấn lên. Em nói đến tình bạn ư, trên. Ông hỏi, vâng. Tình bạn? Tôi trả lời hơi ngập ngừng, vì tôi biết tôi muốn nói đến một tình cảm thân thiết hơn tình bạn, nhưng chưa biết dùng chữ gì cho tiện. Ông đã giúp tôi. Nhưng trên ạ, tôi cần có một người vợ. Thật ư, thưa ông? Phải, em lạ lắm sao? Cố nhiên, trước đây ông có đả động gì đến chuyện ấy đâu. Em không hoan nghênh tin đó ư? Cái đó còn tùy, thưa ông. Tùy ở sự lựa chọn của ông. Em sẽ chọn hộ tôi trên ạ, tôi sẽ vâng theo quyết định của em. Vậy thưa ông hãy chọn người nào yêu ông nhất. Ít nhất tôi cũng sẽ chọn người nào tôi yêu nhất trên ơi. Em có vui lòng lấy tôi không? Thưa ông có.
Một người mù khốn khổ mà đi đâu em cũng sẽ phải cầm tay dắt. Thưa ông, vâng. Một người què quạt già hơn em đến 20 tuổi mà em sẽ phải chăm nom săn sóc. Thưa ông, vâng. Thực ư, trên? Rất thực, thưa ông. Ồ, em yêu dấu của tôi. Cầu Chúa phù hộ và ban phúc lành cho em. Ông Rochester ơi, nếu trong đời em có khi nào đã làm được một việc gì tốt, có khi nào em đã có một ý nghĩ tốt, có khi nào em đã cầu nguyện một cách thành khẩn mà không có gì đáng trách, có khi nào em đã biết ước mong đúng đắn, thì bây giờ đây em đã được thưởng công. Được làm vợ ông, đối với em đó là hạnh phúc tối cao trong cuộc sống. Vì em thấy sung sướng trong hy sinh. Hy sinh? Em có hy sinh gì đâu. Em chỉ hy sinh cái đói khát để có thức ăn. Hy sinh sự chờ đợi để được thỏa mãn, được có đặc quyền vòng cánh tay ôm lấy người mà em vẫn quý trọng, được đặt môi hôn người mà em vẫn yêu, được nương tựa vào người mà em vẫn tin cậy. Như vậy sao gọi là hy sinh? Nếu thế thì nhất định em thấy sung sướng trong sự hy sinh. Và còn phải đeo lấy những phế tật của tôi nữa chứ, trên ạ. Phải nhắm mắt bỏ qua cho những khuyết điểm của tôi. Đối với em thì là không có, ông ạ. Bây giờ em lại yêu ông hơn. Vì bây giờ em thực sự có ích cho ông hơn là hồi ông là người độc lập, kiêu hãnh. Hồi ông coi rẻ hết thảy mọi cương vị, trừ phi là người ban ơn và che chở. Cho đến nay, tôi vẫn ghét để cho người khác giúp đỡ dẫn dắt. Nhưng từ nay tôi cảm thấy sẽ không ghét như thế nữa. Trước kia tôi không ưa đặt tay tôi vào bàn tay một người làm công, nhưng tôi vui sướng thấy nó được ấp ủ trong những ngón tay nhỏ nhắn của trên. Trước kia tôi ưng được hoàn toàn cô độc hơn là được bọn đầy tớ luôn luôn chăm sóc. Nhưng sự săn sóc của trên sẽ là một niềm vui bất tuyệt cho tôi. Trên hợp với tôi, liệu tôi có hợp với trên không? Hợp đến cả từng đường gân thớ thịt của em, ông ạ. Nếu như vậy thì chẳng có sự gì trên đời này khiến chúng ta phải chờ đợi nữa. Chúng ta phải kết hôn ngay. Ông nhìn và nói một cách nhiệt tình hăng hái. Cái tính sôi nổi cố hữu của ông lại trỗi dậy. Chúng ta phải kết hôn với nhau luôn, không chậm trễ được nữa, trên ạ. Chỉ cần có tờ giấy phép là chúng ta kết hôn thôi. Ông Rochester, em vừa nhận ra rằng trời đã xế chiều. Camelot hiện đã về nhà để ăn rồi. Đưa em xem đồng hồ của ông nào. Trên, em hãy đeo nó vào dây lưng. Từ nay em cứ giữ lấy, tôi không dùng gì đến nó. Gần 4 giờ chiều rồi ông ạ, ông có thấy đói không? 2 hôm nữa chúng ta phải làm lễ cưới, trên ạ. Bây giờ thì chả cần chú ý đến áo đẹp hay đồ trang sức. Tất cả những thứ đó không còn có ý nghĩa gì nữa. Nắng đã làm khô hết các giọt nước mưa, gió nhẹ cũng đã lặng, trời nóng quá đi mất. Trên, em có biết hiện giờ tôi vẫn đeo chuỗi ngọc nhỏ của em quanh cái cổ đồng đen của tôi dưới chiếc cà vạt này không? Tôi đã đeo nó từ ngày tôi mất cái kho tàng duy nhất của tôi để giữ một kỷ niệm về em đấy. Chúng ta sẽ đi qua rừng để về nhà đi, đường ấy có nhiều bóng râm. Ông vẫn theo đuổi ý nghĩ riêng, không để ý đến lời tôi nói. Trên ạ, tôi dám chắc em vẫn cho tôi là một con chó vô đạo. Nhưng trong phút này, lòng tôi đang tràn ngập một niềm tri ân đối với Chúa nhân từ đã dựng lên trái đất này. Người nhận xét không như chúng ta, mà công minh hơn nhiều. Tôi đã hành động sai lầm, tôi đã muốn làm ưu uế bông hoa trong trắng của tôi. Định hà hơi thở, tội lỗi và sự tinh khiết của nó. Đấng bản năng bèn lấy nó đi, không cho tôi nữa. Còn tôi, trong cơn phản kháng ngoan cố, tôi hầu như nguyền rủa sự thử thách của người. Đáng lẽ phải tuân theo quyết định của người, tôi đã thách đố lại. Bánh xe công lý thần thánh cứ quay, thảm họa đã gieo nặng lên đầu tôi. Tôi đã bắt buộc phải đi qua thung lũng đầy bóng tối của cái chết. Những trừng phạt của người thực là mạnh mẽ, là một trừng phạt đã giáng xuống tôi và khuất phục tôi mãi mãi. Em biết tôi rất kiêu hãnh về sức mạnh của tôi, nhưng ngày nay sức mạnh ấy còn có nghĩa gì khi tôi phải để cho người khác dẫn dắt, cũng như đứa trẻ yếu đuối vậy. Mới đây, trên ạ,
Mới gần đây thôi, tôi bắt đầu nhìn thấy và biết rằng có bàn tay của Chúa trong vận mệnh của tôi. Tôi bắt đầu thỉnh thoảng cầu kinh, những đoạn kinh rất ngắn thôi, nhưng thật là chân thành. Trước đây mấy hôm, mà tôi có thể nói rõ hẳn 4 hôm, tức là tối thứ hai vừa rồi, tôi thấy trong người bức rất khác thường, một nỗi buồn bã thay thế cho cơn giận dữ, một nỗi đau đớn thay thế cho tính cáu kỉnh. Đã lâu từ khi tôi không sao tìm thấy em, tôi vẫn có cảm tưởng rằng em đã chết. Đêm đó trời đã khuya, có lẽ vào khoảng giữa 11 và 12 giờ, trước khi trở về với giấc ngủ cô liêu, tôi cầu xin Chúa, nếu người thấy là nên thì xin người hãy sớm cho tôi được từ bỏ thế giới này và bước sang thế giới bên kia, nơi tôi còn có hy vọng gặp được trên. Tôi đang ở trong buồng riêng, ngồi bên cửa sổ mở rộng, cảm thấy khí đêm thơm ngát. Tôi thấy tâm hồn thanh thản, tuy tôi không thể nhìn được một ngôi sao nào, mà chỉ thấy một đám sáng lờ mờ, tôi biết là có trăng. Tôi khao khát có em trên ạ. Ồ, cả linh hồn và xác thịt tôi khao khát có em. Vừa lo âu vừa kính cẩn, tôi bỗng cầu hỏi Chúa xem tôi bị cô độc, đau đớn, dày vò trong bao lâu như thế đã đủ chưa? Và liệu tôi có sớm được hưởng hạnh phúc và sự thanh thản một lần nữa không? Tôi rất đáng phải chịu đựng tất cả những tai họa ấy. Tôi thừa nhận điều đó, nhưng tôi van vỉ rằng khó lòng tôi chịu đựng được hơn nữa, và toàn bộ ước vọng của lòng tôi vô tình buộc ra khỏi miệng thành tiếng. Trên, trên, trên. Ông có nói to những tiếng ấy không? Tôi nói to trên ạ. Nếu lúc ấy có ai nghe thấy tôi, hẳn phải cho là tôi điên. Tôi thốt ra những tiếng ấy với một nghị lực cuồng nhiệt. Vào đêm thứ hai vừa rồi, lúc gần nửa đêm phải không? Đúng, nhưng thời gian không quan trọng. Sự gì xảy ra tiếp theo mới thật lạ kỳ. Em sẽ cho là tôi mê tín. Có phần nào sự mê tín đã ở trong máu tôi và xưa nay vẫn có. Nhưng đó là sự thật. Ít nhất thì sự thật cũng là tôi đã nghe thấy những gì bây giờ tôi kể lại đây. Tôi vừa thốt ra mấy tiếng trên, 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 thì bỗng có tiếng trả lời. Tôi đến đây, chờ tôi với. Tôi không thể nói tiếng ấy là từ đâu lại, nhưng tôi biết đó là tiếng ai. Một lát sau lại có mấy tiếng thì thầm trong gió. Ông ở đâu? Nếu có thể thì tôi sẽ kể em nghe những ý nghĩ, những cảnh tượng mà mấy tiếng nói kia đã gợi lên trong óc tôi. Song những điều tôi muốn nói thật khó diễn tả quá. Phớt Đin, như em thấy, chìm sâu trong một khu rừng rậm. Ở đó mọi tiếng động bị kìm lại và tắt dần đi không một tiếng vang. Câu ông ở đâu hình như được nói lên trong núi, vì tôi nghe thấy tiếng đồi núi vọng lại. Gió lướt trên trán tôi lúc ấy hình như có mát lạnh hơn. Tôi có cảm tưởng rằng trong một khung cảnh hoang vu hiu quạnh nào đó, tôi và trên đã gặp nhau. Tôi tin rằng nhất định tinh thần chúng ta đã gặp nhau. Vào giờ đó chắc là em đang ngủ mê mệt. Có lẽ linh hồn em đã thoát ra khỏi thể xác giam giữ nó để tới an ủi tôi. Vì đúng là giọng nói của em, điều đó tôi có thể chắc chắn như hiện giờ tôi đang sống. Thưa bạn đọc, cũng đúng vào đêm thứ hai, khoảng gần nửa đêm, tôi cũng đã nghe thấy cái tiếng gọi bí mật kia. Chính tôi đã đáp lại bằng những câu ông nghe thấy. Tôi lắng nghe ông Rochester kể chuyện, nhưng không tiết lộ điều đó. Sự trùng hợp này đối với tôi vừa đáng sợ vừa khó hiểu quá, thành thử không thể đem ra bàn bạc hay nói cho ông biết. Nếu tôi nói, thì câu chuyện của tôi tất nhiên sẽ gây trong tâm trí ông Rochester một ấn tượng sâu sắc mà tâm trí ông vì những đau đớn mới đây đã quá rầu rĩ rồi. Không nên để sự huyền bí phủ thêm bóng tối âm u nữa. Tôi giữ kín những điều đó trong lòng và nghiền ngẫm một mình. Ông chủ tôi lại nói tiếp. Bây giờ thì em không còn phải ngạc nhiên tại sao tối qua, khi em đến trước mặt tôi một cách bất ngờ như thế, tôi đã khó khăn lắm mới tin được rằng em không phải chỉ là một tiếng nói hay một ảo ảnh. Nghĩa là một cái gì sẽ tan biến trong hư không và im lặng. Như tiếng thì thầm và tiếng vọng của núi đồi đã tan biến đi đêm trước.
Bây giờ tôi xin cảm tạ Chúa, tôi biết mọi sự đã an bài khác hẳn. Phải, tôi xin cảm tạ Chúa. Ông nhấc tôi từ trên đùi xuống, đứng lên, kính cẩn bỏ mũ ra và cúi đầu. Cặp mắt không ánh sáng của ông hướng xuống đất. Ông đứng yên lặng, sùng kính. Tôi chỉ nghe rõ mấy câu cuối trong lời ông tạ ơn Chúa. Tôi cảm tạ đấng sáng tạo ra tôi, vì giữa cuộc phán xử người đã tỏ lòng thương xót. Tôi cúi xin đấng cứu thế cho tôi sức mạnh, để từ nay sống một cuộc đời trong sạch hơn cuộc đời từ trước đến nay tôi đã sống. Rồi ông chìa tay ra cho tôi dắt. Tôi nắm lấy bàn tay thân yêu ấy, ấp vào môi tôi một lúc, rồi quàng qua vai tôi, vì tôi thấp hơn ông nhiều, nên tôi vừa là người nâng đỡ, vừa là người dẫn đường cho ông. Chúng tôi đi vào rừng và trở về nhà. Hết chương 37. Chương 38, chương cuối. Bạn đọc à, tôi đã lấy ông Rochester. Đám cưới của chúng tôi rất đơn giản, chỉ có tôi, ông Rochester, vị mục sư và người phụ lễ. Khi chúng tôi ở nhà thờ về, tôi bước vào trong căn bếp của trang thự. Lúc ấy Mary đang nấu ăn và John đang lau dao đĩa. Tôi nói, bác Mary ạ, tôi và ông Rochester vừa làm lễ thành hôn sáng nay. Bác quản gia và chồng bác, cả hai vốn thuộc loại người dửng dưng và kín đáo, bất cứ lúc nào người ta cũng có thể yên tâm báo một tin quan trọng cho họ biết, mà không sợ bị chối tai vì những tiếng kêu la nhức óc, và rồi sốt ruột lên vì những lời hỏi han ồn ào của họ. Mary ngẩng lên và trố mắt nhìn tôi, cái thìa đang cầm ở tay để rưới mỡ lên cặp gà non đang quay bỗng đờ ra. Và cũng trong thời gian đó, bác John đang lau chùi mấy con dao cũng dừng tay. Nhưng rồi Mary lại cúi xuống đôi gà quay và chỉ nói, thế ư thưa cô, vậy thì hay lắm. Một lát, bác lại nói tiếp, ban nãy tôi có trông thấy ông và cô chủ đi ra, nhưng không biết là ra nhà thờ để làm lễ cưới. Và bác lại tiếp tục rưới mỡ. Lúc tôi quay lại nhìn bác John thì thấy bác đang cười, mép xoạc ra đến tận mang tai. Bác nói, tôi đã bảo Mary rằng thế nào rồi cũng thế mà, tôi biết ông Edua sẽ làm thế. John là một lão bộc và đã biết ông chủ từ lúc ông còn ở địa vị con thứ trong gia đình, cho nên vẫn gọi ông bằng tên rửa tội. Tôi đã biết chắc là ông ấy không chịu đợi lâu đâu, và tôi cho như thế là phải lắm, xin cầu Chúa cho cô mọi điều sung sướng. Rồi bác lễ phép sờ tay lên mớ tóc trên trán. Cảm ơn bác John. Ông Rochester bảo tôi đưa biếu bác và bác Mary cái này. Tôi đặt vào tay bác tờ giấy 5 bảng và rồi không đợi họ cảm ơn, tôi rời khỏi bếp. Một lát sau, đi qua cửa bếp, tôi thoáng nghe thấy hai người nói với nhau. Cô ấy có khi lại hợp với ông nhà hơn chán vạn các bà quý tộc khác. Rồi, cô ấy không đẹp lắm nhưng được cái tốt bụng, không kiêu kỳ, mà ông nhà thì cho là cô đẹp nhất đời, ai cũng thấy thế. Tôi liền viết ngay thư gửi đi Mulholder và Cambridge để nói về những việc tôi đã làm. Diana và Mary tán thành hành động của tôi không chút dè dặt. Diana báo rằng cô chỉ chờ chúng tôi hết tuần trăng mật là đến thăm chúng tôi ngay. Nghe tôi đọc bức thư, ông Rochester nói, bảo cô ta đừng nên chờ đến lúc ấy thì hơn trên ạ. Nếu thế thì sẽ chậm quá, vì tuần trăng mật của chúng ta sẽ sáng mãi suốt đời ta. Tia sáng của nó chỉ phai lạt trên nấm mồ của em hay của tôi thôi. Sanchon tiếp nhận tin ấy ra sao tôi không rõ. Anh không trả lời bức thư tôi báo tin cho anh. Tuy vậy, 6 tháng sau anh có viết cho tôi, nhưng không hề đả động gì đến tên ông Rochester, cũng không nói gì đến cuộc hôn nhân của tôi. Bức thư của anh lời lẽ bình thản và ngọt ngào, tuy hơi nghiêm trang. Từ đó, anh vẫn đều đặn viết thư cho tôi, tuy không viết luôn. Anh mong tôi được hạnh phúc và tin rằng tôi không thuộc loại người sống không có đức tin ở Chúa, mà chỉ chú ý đến những điều trần tục. Chắc bạn đọc cũng chưa quên hẳn Aiden, tôi cũng vậy. Tôi đã xin phép ông Rochester và ông đồng ý cho đến trường thăm nó. Gặp lại tôi, con bé mừng rối lên làm tôi cảm động quá. Coi bộ nó gầy và xanh xao,
Nó bảo rằng ở đấy nó không thích. Tôi nhận thấy nội quy trường này quá nghiệt ngã, chương trình học quá nặng đối với lứa tuổi nó. Tôi bèn đem nó về nhà. Tôi định lại làm bảo mẫu cho nó một lần nữa, nhưng rồi tôi nhận thấy ngay là không thể được. Bây giờ thì giờ và sự chăm sóc của tôi phải dành cho một người khác. Chồng tôi đang cần đến cả hai. Tôi bèn tìm một trường có quy chế tương đối rộng rãi và ở gần hơn, để tôi tiện đi lại thăm nom Aiden và thỉnh thoảng đón nó về nhà chơi. Tôi chú ý để nó không thiếu thốn một thứ gì, có thể làm cho nó được thoải mái. Chẳng bao lâu con bé thấy thích hợp với trường mới, sống vui vẻ và học hành tấn tới rõ rệt. Nó lớn dần lên và nền giáo dục lành mạnh của người Anh đã sửa chữa cho nó rất nhiều khuyết điểm của người Pháp. Và khi rời khỏi nhà trường, nó đã trở thành một người bạn rất ngoan ngoãn và dễ chịu của tôi, dễ bảo, tính tình tốt, có đạo đức. Từ lâu, bằng thái độ biết ơn và quan tâm đến tôi và những người thân của tôi, nó đã đền đáp lại chút lòng tử tế mà tôi đối xử với nó trong phạm vi khả năng của nó. Câu chuyện của tôi sắp chấm dứt. Tôi chỉ xin nói thêm đôi lời về cuộc đời làm vợ của tôi và nhìn qua số phận của những người mà tên tuổi thường được nhắc đến luôn trong câu chuyện này, rồi tôi xin ngừng bút. Tính đến nay, tôi đã lấy chồng được 10 năm. Tôi hiểu thế nào là sống hoàn toàn cho người mình yêu nhất trên đời. Tôi tự cho mình đã được sung sướng cực kỳ, sung sướng không lời nào tả xiết. Vì tôi là cuộc đời của chồng tôi, hoàn toàn như chồng tôi là cuộc đời của tôi. Không có một người đàn bà nào gần gũi chồng mình hơn tôi. Sống chung với Edua của tôi không bao giờ thấy chán. Chồng tôi cũng vậy, cũng như không bao giờ mỗi người chán nghe tiếng đập của hai trái tim trong hai lồng ngực riêng biệt. Do đó lúc nào chúng tôi cũng ở bên nhau. Đối với chúng tôi, ở bên nhau vừa có nghĩa là tự do như khi chỉ có một mình, vừa có nghĩa là vui vẻ như khi sống cùng bầu bạn. Có thể nói là chúng tôi trò chuyện với nhau suốt ngày được. Nói chuyện với nhau đối với chúng tôi chỉ là một cách suy nghĩ náo nhiệt hơn, suy nghĩ thành lời thành tiếng mà thôi. Nhà tôi hoàn toàn tin cậy tôi, cũng như tôi hoàn toàn tin cậy ông. Chúng tôi tâm đầu ý hợp về mọi mặt. Kết quả là chúng tôi sống rất hòa thuận. 2 năm đầu trong cuộc sống chung của chúng tôi, Rochester vẫn bị mù. Có lẽ vì hoàn cảnh ấy mà chúng tôi rất gần gũi nhau, ràng buộc chặt chẽ với nhau. Vì hồi đó tôi là mắt, cũng như hiện nay còn là cánh tay phải của nhà tôi. Nói đúng theo nghĩa đen, thì hồi ấy tôi là con ngươi của mắt ông, như ông thường gọi tôi. Ông ngắm thiên nhiên, ông xem sách đều thông qua tôi, vì tôi không bao giờ thấy chán vì phải nhìn thay ông và phải diễn tả lại bằng lời nói cảnh tượng đồng ruộng, cây cối, thành thị, sông ngòi, mây bay, nắng sáng, phong cảnh trước mặt và thời tiết chung quanh chúng tôi, in vào tai ông bằng âm thanh những gì ánh sáng không thể rọi vào mắt ông được nữa. Không bao giờ tôi thấy chán vì đọc sách cho ông nghe, vì dắt ông đi đây đi đó theo ý ông thích, vì làm những việc ông muốn tôi làm. Trong khi giúp ông, tôi thấy một niềm vui thú đầy đủ nhất, tuyệt đích nhất, tuy có đượm buồn. Vì khi nhờ tôi làm hộ, ông không hề lấy làm xấu hổ hay tủi nhục. Ông yêu tôi hết sức chân thật, nên nhờ tôi giúp đỡ mà không ngại ngùng. Ông cảm thấy rằng tôi yêu ông cũng hết sức đầm thắm, nên được giúp đỡ ông là niềm sung sướng êm dịu nhất đối với tôi. Một buổi sáng, khoảng cuối 2 năm ấy, đang đọc cho tôi viết một bức thư, bỗng ông lại gần cúi xuống bên tôi, nói: "Jane, em đeo một vật trang sức óng ánh quanh cổ phải không?" "Tôi có đeo một sợi dây chuyền vàng thật," tôi trả lời. "Vâng." "Em mặc áo màu xanh nhạt phải không?" "Đúng thế." Lúc đó, ông mới cho tôi biết rằng, từ ít lâu nay, ông có cảm tưởng cái đám mây đen che một bên mắt ông đã bớt dày đặc đi nhiều. Và bây giờ thì ông chắc chắn là như thế rồi. Tôi và ông bèn cùng đi London. Ông được một bác sĩ nhãn khoa nổi tiếng thăm bệnh, và chẳng bao lâu sau lấy lại được ánh sáng cho một bên mắt.
Bây giờ thì ông cũng không nhìn được rõ ràng lắm, không viết hay đọc nhiều được, nhưng có thể đi một mình không cần ai dắt tay. Bầu trời cũng như mặt đất đối với ông không còn là trống rỗng nữa. Khi người ta đặt đứa con đầu lòng vào tay ông đã có thể nhìn thấy rõ đứa bé đã thừa hưởng được chính đôi mắt của ông khi xưa, to sáng và đen. Nhân dịp này, một lần nữa, với tâm hồn tràn ngập niềm vui, ông cảm tạ Chúa đã có lòng nhân từ giảm nhẹ sự trừng phạt cho ông. Edua và tôi đều có hạnh phúc. Chúng tôi càng sung sướng hơn vì những người mà chúng tôi yêu quý nhất cũng đều có hạnh phúc. Diana và Mary River đã lấy chồng cả. Mỗi năm một lần họ đến thăm chúng tôi, và chúng tôi cũng đến thăm họ. Chồng Diana là một thuyền trưởng thủy quân, một sĩ quan dũng cảm, một người rất tốt. Chồng Mary là một mục sư, bạn đồng học của anh trai cô. Cuộc hôn phối cũng xứng đáng vì ông này có tài và có đạo đức. Phích Tim và Watson rất yêu vợ và cũng rất được vợ yêu. Còn về San Jose, anh đã rời nước anh đi Ấn Độ. Anh đã bước vào con đường anh tự vạch ra và hiện vẫn tiếp tục theo con đường ấy. Ở những nơi nguy hiểm gian khổ, chưa bao giờ thấy một người lính tiền phong nào kiên quyết không mệt mỏi như anh. Vững vàng, trung thành, tận tụy, đầy nghị lực, nhiệt tình và trung thực, anh làm việc cho người đồng loại. Anh phá quang con đường tiến bộ đầy gian khổ cho họ. Như một người khổng lồ, anh phá tan những thành kiến về tôn giáo và đẳng cấp cản đường họ. Có thể là anh khắc khổ, khe khắc, nhiều tham vọng thực, nhưng đó là sự khắc khổ của người chiến sĩ có tâm hồn lớn, bảo vệ cho đoàn người hành hương khỏi bị bọn ngoại đạo tấn công. Đó là sự khe khắc của vị sứ đồ đã thay lời Chúa phán bảo: ai đến sau ta, người đó hãy từ bỏ thân mình, nâng cây thánh giá và đi theo ta. Đó là tham vọng của đấng tuyệt vời nhằm chiếm lấy một chỗ ở hàng đầu trong đội ngũ của những người đã thoát khỏi trần tục, những người tham dự vào đại thắng lợi cuối cùng của Giê-xu, những người đã được vời gọi, được lựa chọn và trung thành. San Jose không lấy vợ, và bây giờ thì không bao giờ anh còn lấy được vợ nữa. Từ trước đến nay mình anh đã đủ làm tròn công việc gian khổ của mình, và công việc gian khổ ấy sắp đến ngày chấm dứt. Vầng mặt trời vinh quang của anh đang xế nhanh đến hoàng hôn. Bức thư cuối cùng tôi nhận được của anh làm tôi phải nhỏ những giọt nước mắt thương người, nhưng lại khiến tâm hồn tôi tràn ngập một niềm vui sướng thần tiên. Anh đang chờ đợi cái phần thưởng chắc chắn, cái vòng hoa không bao giờ hủy diệt. Tôi biết rằng sắp tới đây tôi sẽ nhận được bức thư do tay người khác viết, để báo cho tôi biết rằng người tôi con trung thành ấy cuối cùng đã được vời đến tham dự niềm vui của Chúa. Và tại sao lại khóc vì sự đó? Những giờ phút cuối cùng của San Jose sẽ không bị u ám vì sợ cái chết. Tâm hồn anh sẽ không bị mây mù che phủ. Trái tim anh sẽ không bị sự hãi hùng ám ảnh. Hy vọng của anh chắc chắn sẽ thực hiện. Đức tin của anh rất vững vàng. Chính lời nói của anh là bằng chứng cho những điều đó. Chúa của tôi, anh đã nói, đã báo trước cho tôi. Hàng ngày, người càng nhắc lại rõ ràng hơn. Chắc chắn là ta sẽ đến ngay. Và hàng giờ tôi vẫn tha thiết đáp lại: Amen, Chúa Giê-xu, xin người hãy tới.